Tên anh ấy là Walker. Và cuối cùng họ đã thực sự hiểu vì những gì đang xảy ra. Một đợt bùng phát, nhiều người đã chết hoặc sống sót. Những đội quân bài bản đã được thành lập để tiêu diệt người bị nhiễm bệnh. Đơn vị đặc nhiệm chống lây nhiễm, CSU, những kẻ khát máu, nội tạng và giết chóc. Walker từng là cảnh sát ở thành phố Terminal trong nhiều năm, cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhưng tôi có vấn đề của riêng mình. Cha mẹ của tôi, họ bị nhiễm bệnh sớm. Thế giới đã trở thành địa ngục đối với tôi nhiều năm trước. Tôi đã mất tất cả do sự bùng phát này. Tiếp tục bước đi, lũ sâu bọ. Tiếp tục bước đi, lũ sâu bọ. Kể từ khi bùng phát, công ty chúng ta đã trở thành nhà cung cấp vũ khí cá nhân lớn nhất. Mỗi hộ gia đình sở hữu ít nhất 12 khẩu súng do xe lớp chế tạo. Và mạng truyền hình của chúng ta được xem nhiều nhất ở trên toàn thế giới. Xe lớp đã thực sự trở thành một thế giới. Các anh không thấy tự hào hay sao? Tất nhiên chúng tôi tự hào, vâng thưa bà. Chúng tôi rất tự hào. Nhưng sự thật là chúng ta cần mở rộng hơn. Đã quá lâu rồi, chúng ta chỉ có thể bán súng. Đó là lý do tại sao cần phải tìm ra phương pháp chữa trị. Chữa trị à? Ngăn bùng phát sao? Nếu chúng ta có thể kiểm soát việc triển khai chữa trị, chúng ta có thể quyết định giá và ngày phát hành. Vâng, ý tôi là chúng ta có thực sự đang tìm cách chữa trị. Tôi không nghe thấy gì từ. Chúng ta có phòng thí nghiệm ở thành phố Terminal. Phải. Giá cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng cao. Đây là lý do tại sao tôi tự quyết định số tiền. Gì? Chúng ta vừa nhận một email từ thành phố Terminal của Tara Conlon tại phòng thí nghiệm. Được rồi, là như vậy đó, thưa các quý ông. Cảm ơn. Email nói gì? Hãy gọi ngay cho cô ấy. Đó là nó. Ồ, cô ấy đã đề cập. Họ có thể đã tìm ra trình tự DNA. Vậy tại sao cô không bắt đầu với thông tin đó? Tôi xin lỗi. Được rồi, đi lấy thông tin đi. Vâng, thưa bà. Chris Norton. Tôi có thể giúp gì cho các anh? Chúng tôi là CSU, đơn vị đặc biệt chống lây nhiễm. Tại sao? Không có ai bị nhiễm ở đây cả. Chắc chắn rồi. Chris, chúng tôi ở đây để mang đến cho anh cơ hội chỉ có một trong đời. Anh đã nghe nói về những người kích hoạt cái chết chưa? Vâng, tôi biết về nó. Tôi đã xem quảng cáo. Chúng tôi chỉ chọn những người xuất sắc nhất. Và Chris, cậu là người giỏi nhất. Chúng tôi sẽ trả tiền thật hào phóng. Cậu đã đến Hawaii chưa? Cậu sẽ nói gì nhóc? Cậu muốn trở thành một anh hùng chứ? Đúng. Các anh sẽ hào phóng trả tiền cho tôi hay sao? Nào, hãy cho tôi biết thêm về Hawaii đi. Đây là thứ mà các bạn có. Người chiến thắng ngày hôm nay, Samantha Atkins. Và đó là cách bạn giành chiến thắng trong một chương trình dớ dẫn. Bùm. Về tiền của tôi đâu? Vâng, như tôi đang cố gắng nói, chúng tôi muốn cho cô trở thành thành viên trọn đời của câu lạc bộ. Tiền của tôi ở đâu? Dạ, không có đủ khán giả. Cô có thể lấy phiếu giảm giá hoặc không, tùy cô thôi. Hoặc là... cô biết đó, có lẽ chúng ta có thể tìm ra một cách khác để cô kiếm thêm một ít tiền.
cô ta cướp tiền của tôi. Đáng chết. Atkin bé nhỏ, chúng tôi gần như bỏ cuộc để tìm kiếm cô xem. Chúng tôi có một chiếc giường êm ái tuyệt đẹp cho cô ở trung tâm thành phố. Samantha Atkin hay là Sam? Chúng tôi là CSU. Cô có một bản lý lịch khá ấn tượng, rất nhiều vụ trộm vặt và tấn công, cản trở ba cán bộ thi hành công vụ. 4. Tôi sẽ được một thứ gì đó à? Có lẽ chúng tôi có thể xóa sạch hồ sơ cho cô. Cô có muốn điều đó không? Thôi nào, ra khỏi đây cái đã. Đi nào. Đi nào, đi 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 đi. Đi mau. Các anh, không, anh phải. Chờ tôi đã. Không, dừng lại, dừng lại. Quay. Bắt đầu nào. Anh là một anh chàng to xác đó. Chúng tôi đang tìm Daniel Chen. Daniel, các anh tìm nó làm gì? Daniel không gặp rắc rối gì hết. Chúng tôi là CSU. Con trai anh đã được chọn để gia nhập một nhóm binh lính tinh nhuệ. Nó à? Nó chỉ là một đứa trẻ lười biếng. Tất cả những gì thằng ấy làm là chơi trò điện tử trong phòng của mình. Kể từ khi mẹ nó bị giết bởi những... Con sẽ đi. Hãy để con đi. Con sẽ giết đến tên cuối cùng trong số bọn chúng. Đứng lại thằng hiền. Mày muốn tự nhận lấy một cơn đau tim đó sao? Nghe nè, anh thật sự không muốn làm điều đó đâu. Tại sao? Tôi đã được đào tạo. Mày có muốn đi thẳng vào vấn đề hay không? Tôi tự đánh vào mình. Anh biết đó, điều buồn cười là tôi sẽ đánh gục cái mông to lớn của anh. Nhưng chúng ta lại không cùng hạng cân. Mày nói đúng rồi đó, tên trộm nhỏ con. Những gì mày làm là chơi đùa. Nếu đó là lúc tập luyện, mày có thể chơi cả ngày. Nhìn mày đi. Mày đã lấy trộm kính bảo hộ và LV-420 của tao. Mày biết cái này giá bao nhiêu hay không? Mẹ tôi cần nó. Tao không quan tâm. Anh có muốn thử với chúng tôi không? Hai người là ai vậy hả? Nhìn đi, chúng tôi là những người chiến hữu mới của cậu. Nghe nè, tôi không cần anh giúp, bình tĩnh nào. Chúng tôi đang tìm cậu, Jerome Jefferson. Tôi phải làm gì bây giờ? Chưa có gì cần làm. Đây là vấn đề chính, cậu có muốn nhận lấy cơ hội của cuộc đời mình không? Làm sao mà lại làm được cú lừa đó vậy, Walker? Nó không phải là một cú lừa, chỉ là may mắn.
Chết đi Walker, không vui chút nào đâu. Các lính mới đứng lên nào. Chào các tân binh, tôi là đại tướng Colin, tổng chỉ huy của căn cứ CSU. 5 năm sau ngày số 0, đây là đợt bùng phát đầu tiên. Thế giới của chúng ta vẫn còn chiến tranh. Phía trước bây giờ là hai người rất quan trọng đối với các bạn, chỉ huy Rostock, chỉ huy Kyle Walker. Họ sẽ là người huấn luyện các bạn từ nay về sau. Được rồi, các tân binh. Đã đến lúc để đôi tay các cậu giấy bẩn rồi. Jane, cậu có muốn trở thành thức ăn cho xác sống hay không vậy? Không, thưa ngài. Tôi khuyên cậu nên dành ít thời gian hơn cho máy tính và dành nhiều thời gian hơn cho thể lực. Thưa ngài, chúng ta phải làm việc này trong bao lâu? Cho đến khi cậu làm được. Điều đó có nghĩa là gì? Đây là những người bạn mới của các bạn. Hãy tìm hiểu để biết rõ về chúng. Cuộc sống của các cậu phụ thuộc vào thứ này. Tôi chưa bao giờ bắn súng. Để tôi nói về mình. Hồi ở Texas, tôi đã giành chức vô địch DeSoto Rifle Range lúc 16 tuổi. Cậu ở đây vì một điều duy nhất: giết bọn xác sống. Và nhiệm vụ của chúng tôi là dạy cậu giết xác sống trước khi chúng giết cậu. Đây là thiếu úy Machete. Cô ấy có thể cho các cậu biết thêm về anh chàng này. Một vết cắn, một vết xước chảy máu là mọi người xong đời. Tuy nhiên có một cơ hội rất nhỏ. Ngay sau khi bị cắn, phần cơ thể bị nhiễm trùng, phải bị cắt bỏ. Thật tồi tệ. Hôm nay, chúng ta sẽ huấn luyện thực chiến với vũ khí thật và một xác sống thực sự. Chúng ta sẽ sử dụng vũ khí tùy thuộc vào nhiệm vụ. Có lẽ là khẩu M4 Carbine và khẩu Colt 911. Có ai muốn bắn một phát hay không? Tôi nghe nói cậu là một tay súng khá. Hãy làm cho tôi thấy ấn tượng đi. Nó là một vũ khí đẹp đó chỉ huy. Ôi Chúa ơi. Chúa ơi. Shika, hãy để tôi xem cô có thể làm gì với thanh kiếm của mình đi. Đó không phải là cách của CSU. Nhưng chứng minh cho chúng tôi rằng có một lý do để cô ở đây. Cô là một chiến binh. Khoan đã. Nhắm trực tiếp. Thật thô bạo. Hoặc chết. Nào, tôi biết cô đã mất gia đình như thế nào. Sử dụng nỗi đau đó, nó sẽ cứu mạng của cô vào một ngày nào đó. Cậu là người tiếp theo, Eric.
mang cho tôi xác sống tiếp theo. Những con quái vật này không thể chống lại một chiến binh bẩm sinh. Nè, phía sau. Không, giữ chặt cô ta. Không, 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 không. Giữ chặt. Không, không, không. Ý tôi là chuyện gì đã xảy ra với cả Walker đó vậy? Tiêu là một học sinh. Thật điên rồi. Tất cả chúng ta tốt hơn nên ngủ với một mắt đang mở. Cô ấy giống như một linh hồn bị tra tấn. Là sao? Cô ấy rất nổi tiếng. Cô ta đã giết nhiều xác sống hơn bất kỳ ai. Làm sao cậu biết chứ? Tôi đã xâm nhập vào hệ thống CSU, xem xét tất cả hồ sơ của các cậu, bao gồm cả cậu. Cậu đang nhìn tôi kiểu gì vậy? Nghe nè, tôi không ăn trộm cái thứ đó. Anh họ của tôi đã làm được chứ? Chú ý. Đây là trung úy Martinov. Và đây là súng phóng lựu bắn nhiều lần GM-94 của Nga. Thật không may CSU có nguồn cung cấp hạn chế, vì vậy mỗi đơn vị chỉ có một chiếc. Nó sử dụng một loại lựu đạn nhiệt áp, gây ra vụ nổ có phạm vi hơn 10 feet, 6.000 độ F. Quan trọng nhất là phải làm cho nó trở nên hữu ích. Đưa chúng vào. Trung úy Martinov sẽ cho chúng ta thấy một số kỹ năng đặc biệt mà các cậu có thể học trong thời gian ngắn ở đây. Vâng thưa ngài. Các tân binh, nếu như không có vũ khí, bản thân chúng ta phải trở thành vũ khí. Chúa ơi. Các tân binh, hãy xem đi. Cậu không cần phải nói với tôi hai lần. Có tên nào còn thở hay không? Cố gắng lên các chiến binh. Tuyệt vời. Bây giờ, đó là những gì mà tôi đang nói đến. Tôi sẽ đi tắm rửa sạch sẽ. Tôi khuyên cậu hãy làm điều tương tự. Bởi vì cậu có mùi giống như bọn xác sống vậy. Các cậu có rất nhiều tiến bộ trong ngày hôm nay. Làm tốt lắm, cảm ơn. Cảm ơn. Cậu sẽ đến chứ Daniel? Ừ không, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ học thêm trước khi đi ngủ. Cậu đã thành chuyên gia chưa? Tôi đang cố gắng đi. Nào Jane, chúng ta phải đi khỏi rồi. Tất cả những thứ lộn xộn này. Không, các cậu, tôi ổn mà. Đi thẳng đi. Anh bạn, cậu như thể lỡ mất một cái gì đó tuyệt vời vậy. Chắc đó. Được rồi, được rồi. Chúa ơi. Nè. Cậu không sao đó chứ? Dừng. Đã đến lúc cho một ly tequila. Ngay lỗ ở giữa. Cũng ngắm đẹp đó. Đúng vậy. Dành cho một cô gái. Nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Chàng trai của chúng ta Jane, thật lãng phí. Tôi nghĩ đây là quán bar đầu tiên trong đời cô ấy. Đã đến lúc lũ trẻ con các cô cậu quay lại rồi. Các cậu không nghĩ nên nằm trên giường giờ này sao? Xin lỗi thôi, tôi ghét làm dở bong bóng của ông. Nhưng đây không còn là những năm 80 nữa. Họ có hai bàn miễn phí ở đó. Có rất nhiều chỗ cho tất cả chúng ta. Vâng. Chà, đây là quán bar dành cho những người lính thực thụ. Chúng tôi là những người lính giống như anh. Không, các cậu không phải là lính. Các cậu là những người kích hoạt cái chết. Cậu nghĩ cái tên này đến từ đâu? Thấy chưa? Cậu là người kích hoạt cái chết. Vì cậu chính xác là như vậy. Các cậu đã chết rồi. Ý anh là sao? Ý tôi là bọn trẻ con các cậu không có cơ hội. Những người kích hoạt cái chết. Các cậu có tuổi thọ ngắn nhất trong bất kỳ đơn vị nào. Người kích hoạt cái chết. Một đống thịt chết. Chúng tôi là một đơn vị ưu tú. Các cậu là đội cảm tử của CSU. Và cứ tiếp tục đi cậu trai. Nè. Có thật không? Nào Bobby, đánh vào cái mông đó. Các tân binh,
quay về cơ sở đi nào. Dân, tại sao anh không cho chúng đi ngủ quá cơ? Dân, đặc biệt là cậu đó. Nên đây không còn là thế giới của anh nữa. Kẻ thù này không giống những kẻ thù mà đất nước này từng đối mặt. Bạn bè, hàng xóm, gia đình của chúng ta, những đứa trẻ này là cơ hội duy nhất để quốc gia này tồn tại. Hãy cho chúng lòng tin để làm điều đó. Mọi người đều đã chết. Giáo sư Adler mất tích và nhóm cô mấy cũng vậy. Và những gì còn lại của chúng ở bên ngoài căn phòng này. Tôi không còn lối thoát, vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi sẽ sớm giống như họ. Dừng bút. Các tân binh, việc huấn luyện các cậu đã bị cắt ngắn. Chúng ta có một tình huống. Chúng tôi đã mất liên lạc với một đơn vị CSU và một số nhà khoa học. Họ đang dẫn đầu một cuộc điều tra trên đảo Terminal. Theo những lần triển khai gần đây, các cậu là những người duy nhất sẵn sàng cho nhiệm vụ này, để tìm kiếm và giải cứu đội mất tích. Walker, như các cậu đã biết, vùng đất số 0 là nơi đầu tiên virus xuất hiện. Đảo đã bị cách ly. Chúng ta luôn luôn phải tiếp xúc nhiều. Có hàng ngàn người bị nhiễm bệnh ở trong thành phố. Chúng ta không thể dọn dẹp chúng bằng vũ khí hạt nhân hoặc các vụ nổ. Vẫn còn dấu hiệu của những người sống sót ở đó. Mọi người vẫn thực sự sống ở đó. Một con số không xác định. Những người không thể được cứu hoặc từ chối rời đi. Có những lý do khác khiến chúng ta không thể xóa sổ hòn đảo này. Dùng đất số 0 nắm giữ nhiều bí mật có thể dẫn đến cách chữa trị. Nó có thể tiết lộ nguồn gốc của đại dịch. Thành phố Terminal là một trong những thí nghiệm khoa học lớn đã mắc sai lầm khủng khiếp. Chúng ta sẽ đi đến vùng đất số 0. Các cậu đã sẵn sàng để giải cứu những người anh em CSU của mình chưa? Vâng, thưa ngài. Dạy về chuyện cá nhân, con gái tôi Tara là một thành viên nhóm nghiên cứu. Nó đã làm việc với tiến sĩ Adler vào năm ngoái. Tìm con gái tôi và đưa nó về nhà, an toàn. Dân thưa ngài. Được rồi, nghe đây. Chúng tôi vào cuộc, tìm kiếm đội mất tích. Đưa họ và môn của chúng ta ra khỏi nơi bỏ xó này. Luôn tập trung vào nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cố gắng tránh tiếp xúc. Vì vậy chỉ bắn theo lệnh của tôi. Tôi không thích bất kỳ trò cung hô nào. Bắn rộng ra, hiểu chưa? Vâng, thưa ngài. Đây là một thỏa thuận. Khi các cậu ở gần tôi, Rostock và Trung úy Martinov, nếu các cậu biết cách làm theo mệnh lệnh, tất cả chúng ta sẽ ra ngoài an toàn.
Hãy nhớ, không bắn. Chúng tôi không muốn đánh thức toàn bộ thành phố bị ô nhiễm này. Chen, hướng nào? Tôi không biết chỉ huy. Hết thở sâu và tập trung nào. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đến trong một tòa nhà cách đây khoảng nửa dặm về phía bắc. Martinov, đi ra. Anh đang bắn cái gì vậy? Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy thứ gì đó. Tôi đã nói gì không bắn súng. Cảm ơn rất nhiều Daniel. Chỉ huy, chúng ta có địch tới. Chúng ở khắp mọi nơi. Di chuyển nào. Chris, theo tôi. Đi. Bên trái, hướng này. Được rồi. Chặn cửa lại, đi nào. Chặn cửa lại. Vào đi. Vào đi nào. Con đội mất tích thì sao? Thấy tín hiệu chứ? Nó dường như đến từ trên lầu. Có vẻ như chúng tôi đã tìm thấy đội bị mất tích. Chỉ huy, chúng đang tới. Bắn đi. Các cậu đi theo tôi, lên lầu, đi nào. Đi thôi. Rostock. Đi nào, đi. Giúp tôi với. Khoan đã. Tôi có thể giúp. Có một chuyến bay tốt đẹp nè. Đúng lúc thưa chỉ huy. Lần sau hãy giữ nguyên đội hình. Đi nào. Điên thiệt mà. Có bị thương hay không? Có vết cắn nào không? Đây là một nhiệm vụ tự sát. Chúng ta nên ra khỏi đây. Nhắc lại, chúng ta ở đây để thực hiện một nhiệm vụ. Và để hoàn thành nhiệm vụ. Xin lỗi nhưng... Nào, nó là gì vậy? Chúng ta nhận được một tín hiệu khác. Có phòng thí nghiệm ở trên tầng này. Tín hiệu đang đến từ đằng kia. Được rồi, có thể có người vẫn còn sống sót. Tất cả sẵn sàng chứ? Dân. Được rồi, những người kích hoạt hay chết, hãy cho tôi biết các cậu có thể làm gì. Đi nào. Nhắm đến nhiều mục tiêu hơn. Tôi nói rằng đã đến lúc chúng ta nên đá đít bọn sát sống. Chúng ta có gần nhau không? Tín hiệu dường như đến từ đằng kia. Chắc chắn chứ? Dân, đúng vậy.
Tốt. Được rồi, vào đi nào. Đi. Đi đi. Thưa ngài. Nè, anh bạn. Anh ấy là bác sĩ chúng ta đang tìm kiếm. Giờ thì sao đây? Walker, hạ vũ khí xuống, đừng bắn. Tôi sẽ nói một cách nhẹ nhàng, là rất vui được gặp anh. Xin chào Kyle. Tara, cảm ơn Chúa, cô vẫn còn sống. Còn những người khác? Không. Chúng ta phải lấy lại dữ liệu này, mang về cho bố của tôi. Nó là gì? Việc giải trình tự DNA đã hoàn thành cho Acilibus. Cái gì? Salop đặt tên cho phương pháp chữa bệnh ung thư của họ theo tên Acilibus, vị thần chữa bệnh của người Hy Lạp. Ông cũng có quyền năng làm cho người chết sống lại. Chắc ông ấy đã làm thế chứ? Vậy nó có phải là phương pháp chữa bệnh không? Đó là một sự khởi đầu. Nó sẽ cho chúng ta thấy tất cả điều này sẽ bắt đầu như thế nào. Làm thế nào mà nó đột biến? Vậy nếu chúng tôi muốn đi ra khỏi đây, cô sẽ cần cái này. Làm thế nhỉ? Cô biết phải làm thế nào để sử dụng nó không? Kể từ khi tôi 7 tuổi, có cha là tướng chỉ huy cũng có nhiều cái lợi. Chen, tôi muốn một lối đi ngắn và an toàn đi ra khỏi tòa nhà. Có vẻ như có một lối ra ở đây. Ở đâu? Hãy xem nào. Sau bức tường đó. Ôi Chúa ơi, nó ở đây. Cái gì? Chủ đề số 0. Chủ đề gì? Trên, không, quay lại nào. Atkins, không. Martinov, bức tường. Đi thôi nào. Vượt qua, nào. Akins, quay lại đi. Tôi không thể, chân của tôi bị gãy rồi. Đi đi. Để tôi lại đi, tôi không thể đi được nữa. Đi đi. Hãy làm nó trở nên có giá trị. Lại đây và nhận lấy nào, bé yêu. Samantha, cô ấy đi rồi. Đi thôi cậu bé. Samantha, đi thôi. Chỉ huy Walker, lối này. Jefferson, quay lại đi. Anh ổn chứ? Thứ gì đang quay lại gì? Thí nghiệm đầu tiên của con người với DNA đột biến. Họ đã được chữa trị khỏi ung thư, nhưng phải trả giá đắt. Cô có tham gia không? Đúng là xe club.
Con người chơi đùa thần linh, tạo ra ác quỷ. Có gì mới? Không, anh bạn, xa lớp. Chúng ta cần bảo vệ. Phải đó, đi thôi. Tôi không muốn nhảy vòng tròn với cô gái này. Tổng tư lệnh, tôi là Walker. Tổng tư lệnh, ngài nghe thấy tôi không? Nói đi Walker, báo cáo về tình trạng của anh đi. Tôi đã tìm thấy đội bị mất tích, tất cả họ đã bị giết. Tara, cô ấy vẫn còn sống, cô ấy là người duy nhất. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Walker, hãy bảo vệ con bé được an toàn. Lấy tọa độ của chúng tôi và hãy gửi một chiếc trực thăng. Không chấp thuận. Hãy tiến hành kế hoạch B để khởi hành. Hãy để chúng tôi ra khỏi đây, tổng chỉ huy. Không chấp thuận, câu trả lời là không. Tôi không thể giải thích bây giờ, tiến hành kế hoạch B đi. Đây là lệnh. Rõ. Walker. Dân thưa ngài. Chăm sóc con gái của tôi. Làm ơn đưa nó về nhà an toàn. Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngắt máy. Thấy chưa? Điều này thật khó, có phải không? Chuyện này sẽ kết thúc không tốt cho bà Russo. Ồ, rất khó xảy ra. Nếu bà làm hại con gái của tôi sẽ... Anh sẽ làm gì? Thật cảm động. Anh đang tỏ ra là một người cha nhạy cảm. Có vẻ như anh đã lấy đi tài liệu của tôi trong nhiều năm. Bà sẽ không thoát khỏi chuyện này. Tôi luôn giành lấy mọi thứ mà tôi muốn. Tôi luôn làm như vậy. Có bị cắn một vết nào không? Họ nói gì? Khi nào họ để chúng ta ra khỏi đây? Họ sẽ không gửi trực thăng tới đây. Cái gì? Thật điên rồi. Các cậu nghe nè. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tới vị trí dành đây. Hãy nhớ cuộc họp ban đầu. Phải. Là kế hoạch B. Đó là những gì ta đang làm sao? Tại sao cha của tôi lại làm gì? Tôi không biết nữa. Thấy chưa? Đó là đội dự phòng. Nơi này chưa tới gần nhìn đây. Những người sống sót. Anh nghĩ gì, Trung Quý? Phải, họ có thể là người sống sót. Chúng ta đã có nhiều cơ hội tốt hơn. Đồng ý. Có nhiều thứ bị che phủ trước khi bình minh lên.
tản trọng ra, tìm thêm đạn hay bất cứ thứ gì hữu ích đi. Nói thật, chỉ huy nhìn kìa, giữ chắc súng, giữ chắc súng nào. Chúng không thể đi đâu. Ai đã làm vậy? Có thể ai đó đã có ý tưởng giữ chúng kiểu này. Đó là tra tấn. Đây là chỗ của chúng tôi. Các người đang xâm phạm chỗ này. Cút đi. Chờ đã. Tôi biết các bạn. Họ là cặp song sinh. Họ là thợ săn sát sống. Song sinh. Tôi thấy họ không giống cặp song sinh. Đó là biệt danh của họ. Hai cô gái này là quyền thoại ở thành phố Terminal. Họ có lẽ còn giết nhiều sát sống hơn cả anh. Không chỉ sát sống. Các người có 10 giây đi rời khỏi đây, hoặc cô sẽ bị đánh bại. Cô chắc chứ? Nếu các cô thích giết sát sống nhiều như vậy, hãy giúp chúng tôi ra khỏi hòn đảo này, hoặc là chết tại đây. Có vẻ như công việc mới của tôi đã cứu mạng cô. Tôi có thể tự lo cho mình. Ồ, vậy cô giống tôi rồi đó. Chúng tôi là đơn vị đặc biệt chống lây nhiễm. Các bạn đã gửi tín hiệu. Mở cửa ra. Vào đi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Đi nào, nhanh lên. Chào mừng đến nhà thờ Hy vọng mới. Ta là cha Julian. Làm ơn, hãy hạ vũ khí xuống. Đây là một nơi thanh khiết. Tôi xin lỗi, nhưng mà lũ dị nhân cũng chẳng quan tâm, dù nơi đây là nhà thờ. Tôi cần giúp những người này rời khỏi đây. Các anh có thể giúp tôi không? Tất nhiên là tôi ước mình có. Tôi có một chiếc xe tải ở phía sau, nhưng không có cách nào bảo vệ họ ra khỏi đây. Làm ơn, đây là vợ của tôi, Loretta. Các anh hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây. Hãy để chúng tôi sử dụng phương tiện đó, và chúng tôi sẽ quay lại đón hai người. Được, cảm ơn anh. Chắc chắn. Anh đang tìm kiếm gì đó? Con đường ngắn nhất đi rời khỏi đây. Có lẽ cặp song sinh có thể giúp chúng ta. Con gái của Colin cũng nghĩ vậy. Có lẽ. Tôi sẽ đến chỗ chiếc xe. Cô hãy đảm bảo tất cả những người khác đã sẵn sàng đi rời khỏi đây. Rõ. Nathan, con sẽ hỗ trợ phía sau tôi. Con làm được không? Vâng, thưa chỉ huy. Martinez, anh phụ trách ở đây. Walker. Hãy cẩn thận. Tôi sẽ đi trước. Hãy sẵn sàng để di chuyển.
Anh nghĩ nó hoạt động chứ? Để xem. Chào đó chỉ huy. Hồi anh làm cảnh sát ở thành phố Terminal thế nào? Nơi này ra sao trước khi bị phá hủy? Lên xe đi. Anh nghe thấy không? Thử đi. Tôi nghĩ là họ sẽ làm được. Tránh khỏi cửa nào. Tránh ra. Ngồi đi. Hạ vũ khí xuống. Tốt. Tốt và rất dễ dàng. Tốt và rất dễ dàng. Cái đó. Tốt, tốt, tốt. Cô, lại đi. Tôi cần giải thứ từ cô. Trình tự DNA. Thuốc giải độc. Phải. Ngoan ngoãn đó. Các người biết đây là gì chứ? Đây là cuộc sống mới của tôi tại đảo Thiên Đường, mà không có một tên cặn bã bị nhiễm bệnh nào đá vào mông. Sống như một ông hoàng với những đứa con của mình. Làm ơn đừng làm vậy. Anh sẽ không bao giờ ra được khỏi đây với nó. Làm lại đi. Từ hỗn loạn trở nên trật tự. Và Silas đã mang trật tự trở lại cho thế giới. Với sự giúp đỡ của tôi. Thử lại đi. Được rồi. Dễ thương đó. Mày nghĩ Walker sẽ để cho mày sống hay sao? Chỉ huy, chúng ta có bạn tới kìa. Tiếp tục đi. Tạm biệt, ngài chỉ huy. Đủ rồi, chỉ huy. Nếu như hắn di chuyển, cứ giết hắn. Xin lỗi chỉ huy. Thật không may. Nè, có chuyện gì vậy nhóc? Sao? Giờ cậu cứng rắn vậy sao?
Anh ổn chứ? Ổn. Chưa bao giờ tốt hơn. LV-420, bản nguyên mẫu, đã hết một mũi. Đó là tất cả lý do để đưa chúng ta ra khỏi đây. Danh đã bị cắn. Phải. 3 tháng trước, tôi đã biết về LV-420. Tôi đã dùng nó nhiều lần. Vậy thì tôi không cần phải nói rõ thêm. Anh biết nó chỉ là tạm thời, có phải không? Đó là lý do tại sao chúng ta cần xác định những gì đã xảy ra với Acelibus. Tôi không quan tâm đến bất kỳ chuỗi DNA nào. Anh sẽ làm như vậy khi bắt đầu thay đổi. Có thể. Nếu tôi không thể làm điều đó, cô sẽ làm điều đó cho tôi. Hứa với tôi. Tôi hứa. Và tôi cũng mong đợi điều tương tự ở anh. Chắc chắn rồi. Xe lớp đã tăng lương cho anh bao lâu rồi? Anh cần mở mắt ra, Walker. Khi bệnh này được chữa khỏi, mọi người sẽ phải hợp tác với Sai Lớp, ngay cả anh. Nhân tiện, đó là lý do tại sao không có trực thăng nào đến. Đó là phương án đảm bảo của Sai Lớp. Đó là một chính sách tệ hại, họ sẽ không trả hết. Nếu họ không nhận được tin nhắn từ tôi, họ sẽ gửi nhiều lính hơn. Dù thế nào thì các anh cũng chết. Ở lại với tôi bây giờ, được chứ? Chúng đang tăng lên về số lượng. Chúng hoàn toàn là ác quỷ. Đó là một đột biến DNA kiểm soát cơ thể của họ. Họ không phải là ác quỷ. Chỉ cần nhìn vào mắt họ sẽ thấy quỷ. Mỗi người trong số họ đều sở hữu. Xin lỗi, Barry. Chúng được tạo ra bởi con người. Anh ấy có nói cách chữa, đúng không? Chúng tôi đã tìm thấy một chuỗi trình tự DNA. Nó sẽ giúp ta tạo ra một phương pháp chữa bệnh. Đó là những gì chúng ta phải mang về. Hãy mang chúng tôi theo cùng mọi người ngay bây giờ đi. Nghe nè, tôi ước tôi có thể. Cha Julian, ở đây chúng tôi đã xong việc. Chúng ta cần phải ra ngoài, đi đến dành tay và cung cấp thuốc chữa bệnh. Im đi, đưa anh ta ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ quay lại, tôi hứa. Cảm ơn anh, Chúa phù hộ cho anh. Thưa cha, cha có thể bắn chứ? Tôi đã từng chống lại bạo lực, nhưng giờ không như vậy nữa. Anh nghĩ tôi đã làm thế nào để sống sót ở đây suốt thời gian qua? Tôi đang định hỏi điều đó. Quyền năng của Chúa và sức mạnh của thanh kiếm, trả thù tất cả các kẻ thù và chiến thắng dương lên chống lại tất cả các chiến binh quỷ dữ. Kinh Thánh chương 27. Dù cha có nói gì đi nữa, thưa cha, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia chiến đấu. Cha tôi muốn tôi tham gia quân đội, nhưng tôi luôn muốn trở thành một nhà khoa học. Chiến đấu không dành cho tất cả mọi người. Ít ra thì tôi cũng biết bắn. Chỉ biết giết người là chưa đủ. Cô cần phải tận hưởng đó. Còn anh? Chúng ta sẽ đến một điểm giao cắt trên cầu Obama. Nếu chúng ta có thể đến đó, cha của cô sẽ đưa chúng tôi ra ngoài. Chỉ huy, chúng ta có phải chiến đấu để thoát khỏi đây hay không?
Đúng vậy, chiến binh. Đi nào. Tôi thích một chai rượu Whiskey Island. Tôi đã chờ đợi nó quá lâu rồi. Đây là nhà của chúng tôi. Đây là nhà của Chúa. Và tôi dự định sẽ bảo vệ nó cho đến khi tôi không thể nữa. Bây giờ trong Kinh Thánh nói rằng người chết sẽ sống lại. Đây là mục đích sống của tôi. Và tôi nghĩ nó cũng là của anh. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì cả. Bây giờ tôi không phán xét gì anh, chỉ là không thích. Cha nói đúng. Cha đúng rồi. Chúng ta đang mắc bẫy ở đây. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ vào được và tàn sát tất cả chúng ta. Người của cha, họ sẽ có cơ hội. Họ nên có một cơ hội để sống. Bây giờ nếu như anh không dừng lại, tôi sẽ để bịt miệng anh lại. Cha nói đúng. Cha nói đúng. Hãy tự giúp mình thưa cha, và giúp đỡ những người bên cha nữa. Họ là những người ưu tiên ở đây, không phải chúng tôi. Tại sao anh nói với tôi tất cả những điều này vào lúc này kia chứ? Bởi vì tôi muốn giúp cha. Tôi muốn được giúp đỡ. Tôi đồng ý với anh. Chỉ cần giúp tôi. Làm ơn cha, tự giúp mình đi. Và giúp đỡ những người của cha nữa. Họ mới là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là chúng ta. Và tại sao tôi nên tin tưởng anh? Bởi vì tôi là người duy nhất có thể đưa cha ra khỏi thành phố Terminal. Cha, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Tôi không biết làm thế nào để... Đây là cách mà tôi truyền giáo. Và không ai nói nó sẽ trở nên dễ dàng. Anh nói đúng. Amen. Thưa cha. Đại tá, tôi đang cho phép một cuộc không kích.
Ở đâu? Thành phố Terminal. Tôi muốn toàn bộ thành phố bị xóa sổ khỏi mặt đất. Thưa bà, chúng tôi có người ở đó. Tôi không quan tâm đến vấn đề của anh. Nếu chúng ta không dừng việc này ngay bây giờ, chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến. Như tôi đã nói, chúng tôi có người trong đó. Họ là người của tôi. Hãy làm rõ điều đó. Anh đang làm việc cho tôi. Hay anh đã quên điều đó? Không, thưa bà. Bà có đang ghi lại cuộc gọi này không? Anh nên đặt cược cho cái mông của mình. Thực hiện đi. Vâng, thưa bà. Điều gì đã xảy ra với thế giới? Tự nhiên có thể gây ngạc nhiên. Cái chết đã lấy đi khẩu quyền được chết của chúng ta. Có điều gì con người bỏ lại phía sau không? Ở đâu đó trong này là ý thức của con người, chảy qua hàng tỷ tế bào thần kinh. Nhưng ý thức của thây ma chỉ có đủ hoạt động não bộ cho các chức năng của cơ thể. Điều gì xảy ra với những người đó? Tôi không biết. Có lẽ họ giống như đang hôn mê sâu. Giờ chúng ta càng giết nhiều người, chúng ta càng tự do. Một cái gì đó kiểu vậy. Chỉ huy Walker, còn bao xa nữa đến cầu Obama? Ba cú giật mình nữa. Chúng ta đã làm à? Chưa. Nghe thấy anh ấy nói, chứ còn 3 km nữa. Cô còn bao lâu mới theo kịp hành động của con sói đơn độc này? Còn ít nhất 3 km nữa. Vì vậy, khi chúng ta đến đó, đồ uống cho cô sẽ là gì đây? Ôi Chúa ơi! Cha, chỉ để lại cho chúng ta 8 phần trong bình xăng. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí nào. Chúng ta sẽ đi bộ từ đây. Đi nào. Tara, đi cạnh tôi. Machete, đằng sau tôi. Phía sau tôi, cảm ơn. Đứng tại vạch này, làm ơn. Bây giờ chúng tôi thậm chí có chừng. Bắn. Đằng sau anh kìa chỉ huy. Lùi lại mau, lùi lại. Chúng ta phải giúp họ. Tôi đã hứa, tôi sẽ giữ nó. Đi thôi. Đi nào. Chúng ta không thể bỏ rơi họ. Cô đã nghe những gì chỉ huy nói chứ? Được rồi, thưa các quý cô, 5 người vào bên trong tòa nhà. Tôi sẽ quay trở lại ngay.
Vậy cô sẽ làm gì nếu cách chữa trị của chúng ta có hiệu quả? Về mặt lý thuyết, tôi vẫn làm việc cho xe lớp, nhưng sau hôm nay mọi thứ đã thay đổi. Ý cô là sao? Cha tôi sẽ không bao giờ để chúng ta ở đây mà không có một lý do chính đáng nào. Hãy nghĩ về điều đó. Xe lớp không muốn cuộc chiến này kết thúc. Chiến tranh là tốn kém, và họ bán tất cả những khẩu súng này. Chính xác. Tôi nghĩ bằng cách nào đó họ đã điều khiển cha của tôi. Họ đã ngăn ông ấy cố gắng giúp chúng ta. Chỉ huy, đây là Walker. Vào đây chỉ huy. Kết thúc. Chỉ huy, đây là Walker. Vào đây chỉ huy. Kết thúc. Tệ thật mà. Đừng di chuyển. Chúng ta chỉ muốn Arcelibus. Arcelibus. Tôi không có. Tôi đã đưa nó cho Walker. Được thôi. Giết cô ta đi. Một cơ hội cuối cùng. Cô không cần phải chết. Ít nhất không phải bởi chúng tôi. Các người sẽ không thể. Họ làm việc cho xe lớp. Ở gần tôi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm thấy chúng. Cậu không sao chứ? Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu có quá nhiều không? Có bố mẹ tôi trước đây, và em gái tôi đã từng trêu đùa tôi vì luôn kể chuyện. Chuyện gì? Tất cả các loại. Tôi đã từng giả vờ rằng tôi là Alice ở xứ sở thần tiên. Tôi sẽ tưởng tượng đi xuống hang của con thỏ. Tốt. Tôi nhắm mắt lại và nói với họ tất cả những gì tôi có thể thấy. Vậy à? Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Cậu nhớ họ không? Có. Mọi thứ sẽ thay đổi sau nhiệm vụ này. Gì chứ? Cậu có nghĩ rằng họ sẽ trao huy chương cho chúng ta không? Tôi sẽ định cư ở Hawaii. Đi cùng tôi không? Vậy đó là nước đi của cậu à? Có lẽ vậy. Không, không, tránh ra. Đã quá muộn rồi, cậu có thể làm được. Quá muộn rồi. Tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu. Đây là cho gia đình tôi. Cô biết Walker trước đây, trước khi vào CSU. Không. Anh ấy có bao giờ nói về gia đình của mình không? Anh ấy đã từng. Tôi nhớ một ngày sau khi làm nhiệm vụ, anh ấy đại loại là đã mở lòng về chuyện đó. Anh ấy trở về nhà sau giờ làm việc, tìm thấy vợ và con gái của mình đã biến thành xác sống, và họ đã tấn công anh ta. Và anh ta phải bắn họ. Anh ta không còn lựa chọn nào khác. Ngay trong bếp. Thật kinh khủng. Phải. Tồi tệ hơn một phần về nó là hàng ngàn câu chuyện ngoài kia giống như nó. Chỉ huy, đây là Walker. Anh có nghe không? Kết thúc. Chỉ huy, đây là Walker. Anh có nghe không? Kết thúc. Ta ra. Cô biết tại sao cha của cô im lặng với chúng ta hay không? Như tôi đã nói, đó phải là Russo và Salop. Machete. Machete.
Chờ ở đây, hãy xem sáu người của chúng ta. Marchetti, ôi Chúa ơi, anh nên ghét tôi. Phải. Đừng chống lại nó, Walker. Đừng chống lại nó. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ thấy vợ và con của mình. Anh không bao giờ vượt qua được khi mất họ. Đặc biệt, anh là người chịu trách nhiệm khi bắn một viên đạn vào đầu của mỗi người. Đừng chống lại nó. Tôi đã nói rằng có cha là đại tướng cũng có lợi rồi mà. Đủ rồi. LV-420. Đây là mũi cuối cùng mà tôi có. Nghe nè, tôi có thể cứu anh ngay sau khi rời khỏi đây. Không có gì cho tôi ngoài thành phố này. Walker, anh không còn sự lựa chọn. Họ là gia đình của tôi, trách nhiệm của tôi. Sự bùng phát khiến tất cả chúng ta mất cảnh giác. Anh không thể tự trách mình. Đổ lỗi không phải là cách làm của tôi. Cũng không nên hối hận. Anh đã hy sinh quá đủ rồi. Nhiều hơn ai hết. Tôi đã mất tất cả mọi thứ khi nó bắt đầu. Gia đình tôi, thành phố của tôi, linh hồn của tôi. Bây giờ là tùy thuộc vào cô để cứu những gì còn lại của nhân loại. Phần còn lại vẫn có cơ hội để chiến đấu. Tôi thuộc về nơi này. Walker, mà Kitty đâu? Naomi? Naomi đã hy sinh.
Chỉ huy. Được rồi, đi thôi. Cố lên chiến binh. Đi nào. Là nó. Nó không xa lắm. Tôi đã hy vọng sẽ không như vậy. Nhìn kìa, một lối thoát khỏi đây. Đã từng nghe về găng tay sắt hay chưa? Tất nhiên tôi có nghe rồi. Ai đó muốn gợi ý cho tôi. Găng tay sắt là cơ hội cuối cùng của chúng ta để ra khỏi thành phố Terminal ngay bây giờ. Không, đó không phải là một lối thoát. Tại sao họ lại gọi nó như vậy? Khi bắt đầu bùng phát, mọi người đã cố gắng thoát ra theo cách đó. Đó là một cuộc tắm máu, giống như một phòng trưng bày bắn súng và bọn sát sống. Vì vậy ta có những sát sống đang chờ đợi nếu chúng ta đi theo hướng này. Quân đội của chúng tôi đã như vậy. Họ đã thua. Rất nhiều thường dân đã chết ở đó. Bây giờ chúng vẫn loanh quanh chờ đợi thêm nạn nhân. Có ai đã từng vượt qua không? Không có ai tôi biết cả. Kiểm tra lại đạn đi. Eagle 4, đây là lệnh. ETA giảm 90 giây. Chỉ huy, Eagle 4, đã rõ. Chết thật. Chỉ huy Eagle 4, chỉ huy Eagle 4. Nói đi, đây là lệnh. Hủy bỏ cuộc không kích, hủy bỏ cuộc không kích. Xin nhắc lại, tôi đã xác định được 3 mục tiêu trong khu vực tấn công. Họ là con người, tôi nhắc lại, họ là con người. Mục tiêu là con người, xác nhận. Đã xác nhận. Họ đã ở trong tầm nhìn. Họ đang ở trong tầm nhìn, thưa chỉ huy. Đã rõ, cuộc không kích đã bị hủy bỏ. Nghĩa tình đáng thương. Tệ thật. Coi chừng đó. Đây là cơ hội của chúng ta. Đi thôi. Các anh là ai? Đội trưởng Kyle Walker, CSU. Tướng quân Colin đã gửi anh đến à? Không. Mọi người đã may mắn. Tôi là người cuối cùng của đơn vị trinh sát ở đây. Chúng tôi đã mất liên lạc với Colin. Anh ấy có nói gì không? Không, thưa ngài. Chỉ huy, chỉ thêm 3 giây nữa là anh sẽ bị thổi bay xuống địa ngục. Quá nhiều cho kế hoạch B. Anh trinh sát gì ở đây? Tôi đang theo dõi thành phố Terminal để tìm bất kỳ người nào sống sót. Chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ từ vài ngày trước. Họ đã biến mất. Chúng tôi được cử đến để tìm anh ta. Anh không được nghe gì về chúng tôi sao? Không. Không có nhiệm vụ mới được lên lịch cho khu vực này. Chúng ta đã được thiết lập. Sai lớp. Tiếng Nga. Nghe nè, chúng ta có thể tranh luận về chuyện này sao, được không? Ngay bây giờ chúng ta cần phải sơ tán. Được rồi, hãy nghe theo anh ấy. Lên đi. Anh không đi sao? Tôi đã hứa với những người ở nhà thờ đó, tôi phải đưa họ ra. Đây là ưu tiên số 1. Cô ấy có thể kết thúc cuộc chiến này một lần và mãi mãi. Vâng, thưa ngài.
Anh biết đó, tôi đã nhận ra điều gì đó. Những gì thực sự còn lại của nhân loại chính là chúng ta, những người còn lại để chiến đấu. Bởi vì bất chấp tất cả, chúng ta vẫn quan tâm nhau. Tara, tôi không nghĩ rằng tất cả những thứ đó sẽ phù hợp trên bia mộ của tôi. Walker, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ. Chris, đến giờ ăn tối rồi. Con xuống đây. Được rồi các bạn, ngày mai chúng ta sẽ lấy cái này, được không? Được rồi, lần tới. Ôi được, cảm ơn. Cảm ơn Chris, cậu chỉ làm hỏng nó thay cho mọi người, phải không? Được rồi, gặp mọi người sau, trò chơi hay tuyệt. Cảm ơn vì đã để tôi lại với chủ đề số 0. Chris, trời lạnh rồi đó, dẫn con xuống ngay. Lúc đó tôi không biết. Đó là một trong những bữa tối cuối cùng mà tôi từng có với gia đình của mình. Sự bùng phát thực sự bắt đầu 2 tuần sau đó. Nhiều người đã chết. Hầu hết các đội quân đều không trụ nổi. Các thành phố đã bị xóa sổ khỏi mặt đất. Cho nên những người nắm quyền bắt đầu tìm kiếm chúng tôi, những đứa trẻ có kỹ năng, bất kỳ ai, để chơi trò chơi của họ đều trở thành người ở trong quân đội. Chúng tôi đã trở thành những người kích hoạt cái chết. Bước tiếp đi lũ sâu bọ. Tiếp tục bước đi lũ sâu bọ.